Triều Tiên tổ chức diễn hành quân sự hoành tráng hôm 14 tháng 1, trong đó có bao gồm một loại vũ khí trông giống như một phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Sự kiện này diễn ra sau hơn một tuần hội nghị chính trị. Ông Kim được nhìn thấy vẫy tay từ một ban công nhìn xuống đám đông reo hò bên dưới. Binh sĩ diễu hành cùng với hàng loạt các khí tài quân sự, kể cả xe tăng và xe phóng rocket. Cuối cuộc diễn hành, một số phi đạn đạn đạo tầm ngắn mới, trong đó có những loại dành cho tàu ngầm, tiến vào quảng trường trên chiếc xe tải. Các chuyên gia nói Triều Tiên đang tìm cách chế tạo một tàu ngầm phóng phi đạn. Triều Tiên chưa thử nghiệm bom hạt nhân hay phóng phi đạn tầm xa kể từ năm 2017, nhưng ông Kim đã ra chỉ dấu là giai đoạn này có thể đã kết thúc vì đối thoại với Mỹ và Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump đã bị trì hoãn.